gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương, tình người muôn thuở vẫn còn vương, chắt chiu một chút tình thương ấy gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường. Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi, bao nhiêu thú vị ở trên đời, vui chơi trong ý tình cao nhã, cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười, cho tình thêm thắm ý thêm tươi, cho hương thêm ngát đời thêm vị, cho đẹp lòng tất cả mọi người. Còn gặp nhau thì hãy cứ say, say tình say nghĩa bấy lâu nay, say thơ say nhạc say bè bạn, quên cả không gian lẫn tháng ngày. Còn gặp nhau thì hãy cứ trao giữa miền đất rộng với trời cao vui câu nhân nghĩa tròn sau trước, lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. Bao nhiêu thú vị ở trên đời, vui chơi trong ý tình cao nhã, cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười, cho tình thêm thắm ý thêm tươi, cho hương thêm ngát đời thêm vị, cho đẹp lòng tất cả mọi người. Còn gặp nhau thì hãy cứ say, say tình say nghĩa bấy lâu nay, say thơ say nhạc say bè bạn, quên cả không gian lẫn tháng ngày. Còn gặp nhau thì hãy cứ trao giữa miền đất rộng với trời cao vui câu nhân nghĩa tròn sau chưa, lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, đi tìm chân lý lẽ huyền vi, an nhiên tự tại lòng thanh thản, đời sống tâm linh thật diệu kỳ. Thank you.
đời ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình anh cô, sau một đêm ngon giấc nồng khu Việt Nam mà anh nói là khu Việt Nam thì nó mù vậy đó đó không? Ngoài Nam mà xuống đường lên mấy đường tàu nó cũng được tên. Nếu không có hạnh phúc lúc trước cái khu bây giờ tàu với tàu đông lắm, giờ nó chạy qua bên kia nó xuống rồi. Đâu tưởng biết thành đường tàu. Không có một năm một năm ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Cô nói là cái tiệm của nó gọi là chủ trại. Con đường này ngày xưa chỉ có hai lần thôi, 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 hai cái gì cái đó là trời định, trời định cái đó là đi trời đã sẽ đã sắp xếp cho sự làm chị giao ban là không cha long sanh rồi nhưng mà giao ban sao đây chị quên tốt là tốt mùa hai cái tốt nha rồi nó khiến tại là con không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một tháng.